Dạ, em chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Quỳnh Vlog. Thì buổi trưa ngày hôm nay là ngày 12 tháng 3, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị yêu thương chị Loan được xem. Thì buổi trưa ngày hôm nay á là chú nghệ sĩ Ngân Tấn cũng có chia sẻ một cái bài viết là nói về chị Loan và chú nghệ sĩ Vũ Linh và thêm một người danh nhân rất là đặc biệt nha cô chú. Thì danh nhân Lê Xăng á là buổi tối ngày hôm qua chị Loan và chú nghệ sĩ Ngân Tấn thì cũng có là đi gặp gỡ danh nhân Lê Xăng nha cô chú. Thì bài viết là được như sau, em cũng xin phép là được đọc để gửi đến cho cô chú anh chị yêu thương chị Loan được nghe luôn nha. Đây mới là duy nguyện của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Ngân Tấn, hai chú cháu đi gặp gỡ danh nhân Lê Xăng, người mà thần tượng anh Nam Vũ Linh đến nỗi ca rất giống anh Nam luôn, nhưng chưa một lần diễm phúc được gặp thần tượng mình ngoài đời. Đó là điều mà em Lê Xăng nói tiếc. Nay muốn gặp con gái của thần tượng, Ngân Tấn đã gieo duyên cho bé Hồng Loan gặp gỡ. Rất vui những tình cảm của khán giả gần xa yêu thương anh Nam này đã trao về cho con gái của anh. Cố gắng trân trọng và những tấm lòng chân tình này nha con gái. Ba con trên trời cũng đang phù hộ cho con đây và cho chú nữa. Chúc tất cả được bình an và hạnh phúc. Đó cô chú ơi, thì buổi sáng ngày hôm nay chú nghệ sĩ Ngân Tấn cũng có chia sẻ một cái bài viết rất là hay luôn á cô chú. Thì chú nghệ sĩ Ngân Tấn là cũng nói về danh nhân Lê Xăng. Thì người danh nhân Lê Xăng này á cô chú thì rất là thần tượng chú nghệ sĩ Vũ Linh, nhưng mà chưa có một lần được gặp mặt chú ở ngoài đời nha cô chú anh chị. Thì ngày hôm qua chú Ngân Tấn cũng đã là gieo duyên cho chị Loan được gặp danh nhân Lê Xăng nha cô chú. Thì tiếp theo cái buổi trưa ngày hôm nay là cũng có một vị khán giả cũng có là comment ở trên cái kênh YouTube của bạn em nha cô chú anh chị. Thì cũng nói rằng là cho chị gửi một cái bài viết ngắn đến cái con ve nha cô chú. Thì em cũng xin phép là được đọc đưa gửi đến cho cô chú anh chị yêu thương chị Loan được nghe luôn nha. Cho chị nhắn tin với bên ve, nhờ em đưa lên giúp chị nha em trai. Thương và ghét, ve chọn gì? Ghét nha. Sướng và khổ, ve chọn khổ đi. Vinh và nhục, ve chọn nhục đi. Thơm và thúi, ve chọn thúi đi. Sống phải để cho người ta thương, hùm chết đỡ da, người ta chết thì đỡ tiếng thơm. Của người ta không nên giành giật, trời mà cho thì nên san sẻ. Thằng nào ăn cắp mà sống lâu, cả đời cũng mang nhục, hiểu chưa? Đó cô chú ơi, thì buổi trưa ngày hôm nay là cũng có một cái bài viết của chị Căn Giá tên là Trần Thị Thu Hà nha cô chú anh chị. Thì cũng comment lên kênh của các anh em, thì cũng nhắn gửi với các anh em là cũng đưa dùm cái bài viết của chị lên trên kênh YouTube luôn, để cho bên phía con ve nó được biết nha cô chú anh chị. Đó thì tiếp theo buổi trưa ngày hôm nay là nói về cái câu chuyện của vợ chồng Bảy Cọt Khèo nha cô chú. Tại ngày hôm qua là Bảy Cọt Khèo cũng có là lên livestream thì cũng than trách đó cô chú anh chị, nói rằng hiện tại bây giờ là rất là nhớ thương anh Năm Vũ Linh đó, rồi quay lại là trách chị Loan sao mà nở bạc bẽo đỡ là chú Bảy Cọt Khèo phải là đi tìm mướn nhà đồ một năm mà ba lần đó cô chú anh chị. Đó thì mình bây giờ phải nói cô chú anh chị than trách ai, cái này là do vợ chồng của chú Bảy gây ra thôi á cô chú. Nhớ lại cái lúc trước mà chú nghệ sĩ Vũ Linh đó cô chú anh chị, chú nghệ sĩ Vũ Linh mà đang bệnh mà vừa mất xuống á cô chú, thì có rất là đông các cô chú anh chị khán giả trong nước và ngoài nước nè đó, thì cũng gửi tiền về đó là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho vợ chồng của chú Bảy. Thì trong lúc đó là chú Bảy bệnh nha cô chú, đó Mạnh Thường Quân gửi tiền về chữa bệnh đồ này kia nè, rồi cũng đến cái quán bánh xèo đó ăn để ủng hộ rất là đông luôn á cô chú anh chị. Đó thì thông tin của em được biết là như vậy, nhưng mà nghĩ sao bây giờ vợ chồng chú Bảy lại
than trách nói sao chị Loan sống bạc bẽo. Ủa bạc bẽo cái gì? Cái hồi lúc đầu phải nói rằng nếu mà vợ chồng chú Quẩy nghe cô chú mà không theo bên phía con quê thì phải nói rằng hiện tại bây giờ là vợ chồng chú Bảy cũng không có xảy ra mà cái cớ sự như vậy đâu cô chú anh chị. Phải một năm lại đi tìm mướn cái mặt bằng 3 lần đâu cô chú. Nhưng mà mình theo bên phía mẹ con quê, mình đứng lại mình cũng công kích chị Loan, mình cũng đi là nói xấu người này người kia hết đó cô chú. Cho nên bây giờ hiện tại là khán giả cũng ghét, cho nên là tẩy chay thì buôn bán ớ ẩm mà cô chú anh chị. Với lại là mặt bằng là giá nó cao, càng ngày thì càng cao nên đó, cho nên là vợ chồng chú Bảy không có khả năng thì phải đi tìm mặt bằng nó rẻ hơn đó cô chú. Nhưng mà đi tìm mặt bằng rẻ hơn thì vợ chồng chú Bảy khọt khèo á, là phải nói tìm ở Phú Nhuận mới chịu cô chú anh chị. Đó, ở Phú Nhuận gần xung quanh gần nhà số 5 Đồn thì điểm đây mới chịu cô chú. Cho ở quận 12 ông chịu, rồi ở Bình Chánh thì cũng chịu cô chú anh chị. Đó, với lại ở quận 8 thì cũng chịu. Vợ chồng chú Bảy là thích ở gần Phú Nhuận, gần nhà số 5 Đồn thì điểm gần nhà của anh Năm mình mới chịu cô chú anh chị. Ủa thì cái thông tin tiếp theo của buổi trưa ngày hôm nay cô chú anh chị, phải nói rằng là chị Loan mới có hiện tại bây giờ là 10:30 cô chú. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì chị Loan nhập rất là nhiều hàng về luôn đó, thì cũng được các cô chú anh chị yêu thương đến mua hàng rất là nhiều nha cô chú. Phải nói là chị Loan là con gái đó, được hưởng cái phúc của ba mình, cho nên là quý cô chú anh chị gần xa cũng đến mua hàng ủng hộ rất là nhiều. Thì ngày hôm qua là vợ chồng chú Bảy cũng lên livestream là cũng than trách chị Loan là như vậy nha cô chú, rồi nói rằng là nhớ chú mà sẽ Vũ Linh, nếu mà chú mà sẽ Vũ Linh á mà chưa mất cô chú thì chắc có lẽ là vợ chồng chú Bảy không khổ. Ủa hiện tại bây giờ phải nói thẳng luôn á cô chú, thì chú mà sẽ Vũ Linh đã mất rồi. Nhưng mà khán giả hồi lúc đó là chưa xảy ra cái vụ mà tranh chấp tài sản cô chú anh chị, thì cũng dành tình thương đến cho vợ chồng chú Bảy rất là nhiều nha cô chú. Tại vì khán giả yêu thương chú là sĩ Vũ Linh cho nên là yêu thương luôn em luôn. Nhưng mà vợ chồng chú Bảy không biết trân trọng những cái tình thương của các cô chú khán giả yêu thương chú là sĩ Vũ Linh dành cho vợ chồng chú Bảy. Thì hiện tại bây giờ là vợ chồng chú Bảy lên quay lại là than trách chị Loan nha cô chú. Dạ thì buổi trưa ngày hôm nay em cũng xin phép là được chia sẻ đến đây thôi cô chú. Thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn trong thời gian qua đã xem kênh của em và đăng ký ủng hộ. Dạ thì giờ em chào cô chú nha.